Bà Thiên Hậu hay còn gọi là Chùa Bà Chợ Lớn, tên chữ hán là Thiên Hậu Miếu, là một ngôi miếu thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, hiện tọa lạc tại số 710 đường Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Do bên cạnh miếu có hội quán Tuệ Thành là nơi quy tụ của nhóm người Quảng Đông, nên chùa còn được gọi Tuệ Thành Hội Quán. Đây là một trong những nơi thờ tự cổ nhất của người Hoa đã gây dựng trên đất đề ngạn xưa. 1. Lịch sử Chùa Ba Thiên Hậu được nhóm người qua gốc Tuệ Thành, tức Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, di dân sang Việt Nam góp vốn, góp công xây dựng và được trùng tu nhiều lần. Do quá lâu đời và không có tài liệu cụ thể nên không biết chính xác hội quán được xây dựng vào năm nào. Tại hội quán còn lưu giữ một đại hồng chung, đề đạo quan năm thứ 10, tức làm vào năm 1830. Một bộ lưu pháp lam vĩ đại cũng đề một niên hiệu ấy. Chùa nằm trong khu trung tâm của những người qua đầu tiên đến tạo lập nên chợ lớn sau này. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí Ghi, cách huyện Bình Dương 12 dặm, ở phía tả và phía hữu đường Quang Lộ. Nơi chợ có đường thông ra tứ phía, đi liên lạc như hình chữ điền, nhà cửa phố xá liên tiếp thềm mái cùng nhau. Người Hán, người Thổ ở chung lộn, dài độ ba dặm, đủ cả hàng hóa trăm thức, đầu phía bắc đường lớn có đền Quang Công, quán Tam Hội, xây cất đối nhau phía tả và phía hữu phía tây đường lớn có chùa Thiên Hậu, gần phía tây có ôn lăng hội quán. 2. Sự tích bà Thiên Hậu Theo học giả Dương Hồng Sẻn, thì Thiên Hậu Thánh Mẫu, vị thần được thờ chính trong chùa có tên là Lâm Mặc Nương, người đảo Mi Châu, thuộc Bộ Dương, Phước Kiến. Bà sinh ngày 23 tháng 3 năm giáp thân 1044, đời vua Tống Nhân Tông. Sau đó, 8 tuổi bà biết đọc, 11 tuổi bà tu theo đạo giáo. 13 tuổi, bà thọ lãnh thiên thơ thần giở y, xuống cho một bộ, nguyên vị bí quyết và bà tìm được dưới giếng lạng một sấp cổ thư khác, rồi coi theo đó mà luyện tập đắc đạo. Một lần, cha bà tên Lâm Tích Khánh, ngồi thuyền cùng hai con trai, hai anh của bà, chở muối đến tỉnh Giang Tây để buông, giữa đường thuyền Lâm Bảo lớn. Lúc đó bà đang ngồi dệt giải cạnh mẹ nhân xuất thần để đi cứu cha và hai anh. Bà dùng răng cắn được chéo áo của cha, hai tay nắm hai anh. Giữa lúc đó mẹ kêu gọi bà, buộc bà phải trả lời. Bà vừa hở môi trả lời thì sóng cuốn cha đi mất dạng, chỉ cứu được hai anh. Từ đó mỗi khi thuyền bè ngoài biển bị nạn, người ta đều gọi giái đến bà. Năm canh dần, 1.110 nhà tốn sát phong cho bà là thiên hậu. Kiến trúc, chùa xây theo hình ấn, là kiểu kiến trúc đặc trưng của người qua. Đây là tổ hợp bốn ngôi nhà liên kết nhau tạo thành mặt bằng giống hình chữ khẩu hoặc chữ quốc. Ba dãy nhà ở giữa tạo thành tiền điện, trung điện và hậu điện. Giữa các dãy nhà này có một khoảng trống gọi là thiên tĩnh, giếng trời, giúp không gian chùa thoáng đảng, đủ ánh sáng cho hậu cung và có chỗ thoát khói hương. Trang trí ở các điện là hình hoa lá, chim thú và hoành phi, câu đối, biển từ thường là màu đỏ, dàn tạo sự ấm áp, tin tưởng. Chùa còn có các bức tranh đắp nổi liên hoàng các con vật thuộc tứ linh. Chùa có gắn các tường tròn, phù điêu bằng gốm dày đặc từ trên nóc chùa, mái, chuyên chùa cho đến các bàn thờ, giách tường, do hai lò gốm bửu nguyên và đồng hòa sản xuất vào năm 1908. 4. Thờ cúng Tiền điện là hai trang thờ hai bên, phúc đức chánh thần, bên phải và môn quan dương tả, bên trái, Tại đây có bia đá ghi truyền thuyết về thiên hậu thánh mẫu và các bức tranh lớn vẽ cảnh bà đang hiển linh trên sóng nước. Trung điện đặt bộ lư có 5 món, ngũ sự đốt năm quang tử thứ 12, 1886. Chính điện, được gọi là thiên hậu cung, gian giữa thờ bà thiên hậu, hai bên thờ bà kim qua nương nương, phía phải và long bẫu nương nương, phía trái. Được biết pho tượng bà thiên hậu, tạc từ một khối gỗ nguyên, cao một mét, có từ khá lâu, trước khi xây chùa dốn được thờ ở biên hòa và đến năm 1836 mới di chuyển về đây. Hai pho tượng còn lại bằng cốt giấy sơn màu. Các pho tượng đều được khoác áo theo lộng lẫy. Gian phụ nằm hai bên chính điện thờ quan thánh, địa tạng, thần tài. Chùa bà chợ lớn hàng ngày vẫn đón tiếp những người đến cúng lễ khá đông. Nhưng đông hơn là vào các ngày mùng một già rằm hàng tháng, các ngày lễ tết trong năm của người Hoa như tết nguyên đáng, tết nguyên tiêu, tết quan ngọ. Đặc biệt Ngày 28 Tết, chùa tiến hành lễ cúng bà già lễ khai ấn, cầu mong bà phò trợ cho hộ quốc an dân và hợp cảnh bình an. Riêng ngày giế bà, 23 tháng 3 âm lịch, được xem là ngày hội chính của chùa. Vào ngày này, bà con người qua, người diệt đến cúng lễ rất đông. Ngay từ đêm hôm trước, tại chùa đã cử hành lễ tắm bà. Sáng ngày 23, mọi người lại tổ chức lễ rước bà, tượng bà được đặt vào kiệu do các thanh niên nam nữ ăn mặc đẹp đẽ diễu qua các đường phố quanh chùa. Theo sau kiểu có thuyền rồng, các tấm bảng đỏ ghi tên các vị thần được thờ phụng trong chùa, các đội múa gồm, múa lân, múa sư tử, múa rồng, các đội nhạc dân tộc vừa biểu diễn vừa múa hát, tạo nên một quan cảnh náo nhiệt trong các khu phố đông đảo người qua. Năm Cổ dật quý Chính điện chùa còn hai đại đồng chung, niên hiệu Càng Long năm thứ 60, 1796 và Đạo Quang năm thứ 10, 1830. Trung Điện có bộ lưu phát lam lớn, niên hiệu quan tự thứ 12, 1886. Trong tủ kính lớn ở chính điện là tượng bát tiên. Hai bên bộ lư là kiệu sân son thiếp vàng, bằng gỗ tốt, dành rước bà vào ngày dưới bà, với chiếc thuyền rồng chạm hình nhân, rước theo cùng với kiệu bà. Ngoài ra, chùa còn khoảng 400 đồ cổ, trong đó có 7 pho tượng thần, 6 tượng đá, chín bia đá, hai chuông nhỏ, bốn lư hương đồng, một lư hương đá, 10 bức hoành phi, 23 câu đối và 41 tranh nổi. Tất cả những cổ vật này đều được chế tác rất công phu, tỉ mỉ với những đường nét tinh tế. 6. Giá trị. Chùa Bà Thiên Hậu là một trong những ngôi chùa miếu có lịch sử lâu đời nhất của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh giá trị về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hiện vật cổ nơi đây còn có một giá trị khác đó không chỉ là nơi đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng mà còn là nơi quy tụ và tương trợ lẫn nhau của bà con người quảng đông sự tích bà thiên hậu qua người kể đôi khi có ít nhiều gì biệt nhưng chủ yếu vẫn là đề cao một người phụ nữ qua có lòng hiếu thảo đức hạnh dám xả thân vì mọi người sự đề cao này nhằm mục đích giáo dục mặt khác trên bước đường nguy nan nhiều sóng gió khi sang dùng đất mới để mưu sinh Người qua tin tưởng sự hiển linh của bà sẽ giúp họ vượt qua được mọi trở ngại và được an cư lạc nghiệp. Để tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với sự phù trợ của bà, chùa bà Thiên hậu có vị trí quan trọng đối với người Hoa và cả người Việt. Chùa bà được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ngày 7 tháng 1 năm 1993. <laughs>